Với mỗi một tuyển thủ khi được tuyển chọn tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games đều mang trong mình một tinh thần thi đấu, ý chí quyết tâm cao nhất, giành thành tích tốt nhất về cho Việt Nam. Đó cũng là hành trang của các vận động viên trong đội tuyển địa hình quân sự đem theo khi tham gia tranh tài tại đấu trường này. Năm nay là lần đầu tiên tham dự ở nội dung thi kinh tuyến, toàn đội đang nỗ lực từng ngày hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng, trình độ cùng tâm thế vững tin, sẵn sàng đua tài tại Army Games 2021. Năm nay, Hội thao quân sự quốc tế Army Games dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức. Phần thi kinh tuyến là một trong ba nội dung mới lần đầu tiên được tổ chức tại hội thao năm nay. Với phần thi này sẽ giúp những người lính nâng cao trình độ, khả năng, kiến thức và kỹ năng sử dụng phương tiện, tư liệu địa hình để có tác phong nhanh nhẹn, khéo léo, xử trí linh hoạt các tình huống chiến đấu. Ngay sau khi nhận được hướng dẫn, quy chế thi, Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động thành lập ban huấn luyện, lựa chọn thao trường có địa hình tương đồng với thao trường nước bạn và tuyển chọn các vận động viên đến từ nhiều đơn vị ngành địa hình quân sự trong toàn quân. Tiêu chí mà tuyển chọn của chúng tôi là thứ nhất là phải là sức khỏe, có đủ sức khỏe để tập. Thứ hai thì về tiêu chí về sơ tuyển về bắn súng. Vấn đề tiếp theo là vấn đề chuyên môn. Chuyên môn lĩnh vực đo đạc, đi cắt các vị đọc bản đồ. Qua các giai đoạn luyện tập ấy, các huấn luyện viên ấy, hàng tuần có theo dõi, đánh giá các kết quả cụ thể của từng vận động viên. Với phần thi kinh tuyến, các tuyển thủ sẽ thực hiện nhiều nội dung thi như bắn súng, cắt góc phương vị, tiếp sức địa hình. Với mỗi phần thi sẽ có các quy chế độ khó khác nhau. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các nội dung thi này đều đòi hỏi các tuyển thủ nền tảng thể lực tốt. Trong đó, sức nhanh, sức bền là yếu tố then chốt. Do vậy, khác với các đội tuyển khác, khi rèn luyện thể lực, các tuyển thủ sẽ được tăng cường các bài tập chạy như chạy nhanh, chạy 50m, 100m. Điều này sẽ giúp các vận động viên đảm bảo được sức khỏe khi thực hiện vận động, tìm mục tiêu, tiến hành trắc địa trong quãng đường xa tới 6 km. Đảm nhận vị trí huấn luyện viên môn bắn súng, những ngày qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh đã cùng với các tuyển thủ nỗ lực không ngừng, khắc phục mọi điều kiện khó khăn, nỗ lực luyện tập nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra ở từng giai đoạn. Quá trình huấn luyện chúng tôi đã tổ chức huấn luyện qua 4 giai đoạn, bao gồm giai đoạn huấn luyện cơ bản, giai đoạn huấn luyện phân đoạn, giai đoạn huấn luyện tổng hợp và giai đoạn huấn luyện nâng cao. Ở từng giai đoạn, chúng tôi đều đề ra các yêu cầu, chỉ tiêu để vận động viên phải thực hiện được, bao gồm yêu cầu chỉ tiêu về độ trúng, độ trúng, thời gian bắn và số lượng điện bị mất. Với tình huống tác chiến trong quá trình sơ tán khỏi xe địa hình, các thành viên trong tổ trắc địa sẽ thực hiện bài thi bắn súng bằng súng trường AK-74. Với khoảng cách tới mục tiêu từ 20 đến 100 mét. Theo quy chế, khi bước vào bài thi, chỉ có 3 vận động viên thực hiện. Tất cả các thành viên khác của đội không được phép vào khu vực thi đấu để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, các vận động viên ngoài việc vừa phải vững tâm lý để độc lập tác chiến, vừa phải nghe tốt khẩu lệnh của trọng tài bằng tiếng Nga. Do đó, phần thi bắn súng đòi hỏi các tuyển thủ một tâm lý vững vàng và khả năng tập trung cao độ để lắng nghe khẩu lệnh và xác định hướng bắn khi mục tiêu xuất hiện. Điểm khó của bài bắn này là bài bắn được tính bằng thời gian bắn và số điểm bị mất trên bia thì được cộng vào thời gian bắn. Như vậy, thời gian bắn càng ngắn thì kết quả bắn càng cao. Vì vậy, quá trình bắn thì chúng tôi, ví dụ vận động viên bắn thời gian bắn quá nhanh nhưng số lượng đạn mất đi quá nhiều thì kết quả bắn cũng không cao, hoặc thời gian bắn quá chậm thì kết quả bắn cũng sẽ không tốt.
Mục tiêu toàn đội hướng tới bắn, trúng đích 100% bia trong thời gian nhanh nhất để có thể ghi điểm tối đa. Để đạt được điều này, các tuyển thủ được thường xuyên luyện tập với bắn đạn thật theo nhiều nội dung, điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau. Theo đó, trong gần 4 tháng huấn luyện tại thao trường, các vận động viên luyện tập thuần thục các nội dung cơ bản đến nâng cao dần như tư thế ngắm chuẩn xác, kỹ năng bắn trúng, bắn trụ. Theo chia sẻ của Trung úy Nguyễn Đức Huynh, với bài thi bắn súng, độ chính xác của phát bắn là yếu tố hàng đầu. Chúng tôi đã rèn luyện rất nhiều về bản lĩnh tâm lý thi đấu. Và trong quá trình cơ động để lên vị trí bắn, thì việc chúng tôi ổn định cái nhịp thở và giữ cái nhịp thở ổn định trong quá trình thực hành bắn là yếu tố rất quan trọng. Vì nếu chúng ta cơ động nhanh, dẫn đến nhịp thở gấp, thì sẽ ảnh hưởng đến rung động của đường ngắm cơ bản. Nếu đường ngắm cơ bản sai thì sẽ quá trình thực hành bắn là sẽ mục tiêu sẽ không có điểm chạm trên bia. Để đảm bảo cho các tuyển thủ vững vàng kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng xử lý tình huống sát với thực tế khi tham gia hội thao, ban tổ chức thường xuyên thực hiện các buổi kiểm tra theo từng giai đoạn, từng bài thi. Ở những lần luyện tập bắn súng không đạn, các huấn luyện viên đều theo sát các tuyển thủ nhằm hiệu chỉnh, sửa bắn, rút kinh nghiệm và nâng cao khả năng quan sát, chớp thời cơ, điểm xạ chính xác để bắn trúng mục tiêu. Hiện nay chúng tôi luyện tập là tập một xen kẽ giữa tập không đạn và tập có đạn. Những lần tập không đạn để vận động viên tự kiểm nghiệm được kết quả bắn của mình. Khi không có đạn thì dễ kiểm nghiệm hơn. Đấy. Và sau đó vận động viên sẽ được bắn đạn thật để kiểm nghiệm lại những cái lần quan sát của mình, những cái hiện tượng sai sót trong quá trình bắn không đạn của mình để vận dụng vào trong quá trình bắn đạn thật. Khởi động kỹ trước khi bước vào quá trình luyện tập là yêu cầu đầu tiên đối với các vận động viên, đặc biệt là trước khi bước vào huấn luyện ở hai nội dung chuyên ngành, vận động góc phương vị và tiếp sức địa hình. Theo quy chế, nội dung thi vận động góc phương vị được thực hiện bởi 3 vận động viên trong tổ trắc địa. Trong phạm vi khoảng 6 km, ban tổ chức sẽ bố trí 10 đến 15 điểm đánh dấu, mỗi một điểm là một mục tiêu. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, nhiệm vụ của tổ trắc địa chính là cần phải tìm được các điểm đánh dấu này trong thời gian nhanh nhất. Trong phạm vi khoảng cách là 6 km, chúng tôi phải vận động và tìm được 12 mục tiêu. Có những mục tiêu đạt được ở những vị trí rất khó để nhận biết, yêu cầu là đội phải đi đúng hướng và đúng cự ly. Sai số càng nhỏ thì chúng tôi thực hiện tìm càng nhanh. Từ đấy bảo đảm thời gian để vận động các chặng tiếp theo để đạt được đến về đích để trong một thời gian ngắn nhất có thể. Hôm nay chúng ta bước vào huấn luyện nội dung phần cắt góc phương vị. Chúng ta sẽ cơ động 12 chặng, tổng quãng đường là 6.240m. Các đồng chí lưu ý phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý để chúng ta đi hết được các quãng đường và phải xác nhận được đủ 12 chặng. Và các đồng chí lưu ý về thời gian và các vật chuẩn. Sau đây chúng ta bắt đầu vào luyện tập. Các đồng chí tổ trưởng lên nhận đề. Chặng 1, từ điểm xuất phát đến bờ hồ, góc phương vị là 334 độ, khoảng cách là 624 mét. Sau đây các đồng chí tính toán quy đổi ra phương vị từ và quy đổi ra cả bước chân. Bắt đầu. Hướng vận động ban đầu, cây keo độc lập, cự ly 150m, kéo thẳng về sau. Hai đồng chí đã quan sát rõ chưa? Rõ. Sau đây bắt đầu vận động. Chỉ với một thiết bị duy nhất trong tay là địa bàn, sau khi nhận đề thi, tổ trắc địa tiến hành tính toán, xác định góc, hướng vận động ngoài thực địa. Khoảng thời gian giữa lần xác nhận của người đầu tiên và người sau cùng không được vượt quá 180 giây. Nếu vi phạm quy định này, tổ trắc địa coi như chưa đi qua điểm đánh dấu. Do vậy, sự phối hợp hiệp đồng giữa 3 thành viên trong tổ được xem là yếu tố then chốt. Mỗi thành viên trong đội phải thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình, cùng nhau giúp đỡ để vừa giữ đúng hướng. Quá trình vận động phải thay nhau, bảo đảm đủ cự ly, hiệp đồng chặt chẽ với nhau để cùng nhau tìm ra mục tiêu được giấu trong các khu rừng sau các loại vật cản. Đối với các tuyển thủ khi sử dụng địa bàn để đo góc phương vị, yêu cầu đầu tiên chính là phải nắm chắc khái niệm góc phương vị từ, cấu tạo và cách đo góc phương vị từ của từng loại địa bàn.
bởi mỗi loại địa bàn sẽ có cấu tạo và các phương pháp đo khác nhau. Để đo được góc phương hướng, trên địa bàn có cấu tạo hệ thống kim nam châm và mặt độ số. Mặt độ số của địa bàn được ghi bằng độ hoặc ly giác hoặc kết hợp cả độ và ly giác. Để xác định góc phương vị chuẩn xác, đòi hỏi vận động viên phải tính toán, ước lượng góc phương vị cần đo, sử dụng địa bàn thành thạo. Mỗi một thông số sai lệch trong tính toán sẽ dẫn đến kết quả tìm mục tiêu hoàn toàn sai. Nếu sai một độ mà kỵ lư 500 mét thì sai là 9 mét. Đấy, vậy thì quá trình vận động là phải giữ cự ly, giữ hướng đấy, và các cự ly và cặp bước chân là phải rất chính xác. Ở các địa hình khác nhau, địa hình đồng bằng khác, địa hình chống trải khác, địa hình rừng thì này cũng phải khác. Thì vận động viên hiện nay đã được tập luyện và để đã có kinh nghiệm về cái ước lượng bước chân. Nên là khi mà đến mục tiêu thì thường là các ông chí thường là đến cũng sẽ sai lệch rất ít. Việc lựa chọn tìm thao trường địa hình tương đồng với thao trường thi đấu cũng là nội dung quan trọng được ban huấn luyện tính đến. Bởi lẽ, đối với nội dung thi cắt góc phương vị, việc xác định đúng hướng là yếu tố quan trọng nhất. Sau quá trình lựa chọn, khảo sát, thao trường của trường sĩ quan lục quân được chọn làm địa điểm huấn luyện. Nơi đây có nhiều địa hình khác nhau như hồ, rừng cây, đồng bằng, sẽ giúp các vận động viên nâng cao khả năng xác định góc, hướng ngoài thực địa chuẩn xác. Khi sang nước ngoài là địa hình thao trường thì khác hẳn với địa hình của nước ta. Cụ thể đây là địa hình Bạch Kim. Thì việc giữ hướng là rất khó khăn. Chúng tôi chỉ giữ hướng được trong một phạm vi rất ngắn vì rất nhiều cây sát nhau. Việc bảo đảm chọn một vật chuẩn cụ thể là cái cây ở xa thì rất khó. Do đó đội phải vận động lấy các đồng chí trong đội làm mốc luôn. Chúng tôi giữ khoảng cách bằng cách là đếm bước chân. Và việc bước chân này là phải đúng theo từng địa hình nhất định. Địa hình đồi núi sẽ khác với địa hình đồng bằng. Khoảng cách giữa mỗi bước chân sẽ khác nhau. Do đó chúng tôi phải luyện tập qua nhiều ngày để cữ chân nó vào đúng một khoảng cách nhất định. Vừa phải vận động nhanh trong quãng đường dài, vừa phải nhẩm đếm cặp bước chân, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các thành viên trong tổ. Thường xuyên luyện tập là cách duy nhất để vận động viên nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Với mỗi một bài tập theo từng giai đoạn huấn luyện, các huấn luyện viên đều hướng đến nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, khả năng xử lý các tình huống cho vận động viên. Chúng tôi đã đa dạng bài tập, đa dạng phương án để vận động viên khi đến tìm mục tiêu sẽ nhận dạng chính xác nhất mục tiêu. Hiện cũng có lúc bài tập là chúng tôi để 3 mục tiêu khác nhau. Thế nhưng mà cũng để các đồng chí là phải nhận diện được đúng cái mốc của mình để tăng cái năng lực thực hành của vận động viên khi mà đến xác nhận mục tiêu. Vì đây là năm đầu tiên đội tuyển địa hình quân sự thi đấu tại Army Games, do vậy toàn đội cũng gặp không ít khó khăn trong xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện. Do đó, ban huấn luyện đã phải dự kiến nhiều tình huống, điều kiện huấn luyện khác nhau. Các bài tập ở nội dung chuyên môn được xây dựng phong phú, đa dạng. Điều này giúp cho toàn đội có sự chủ động khi quy chế thi có sự thay đổi hoặc các trang thiết bị khi thi đấu chính thức khác với quá trình luyện tập. Ban tổ chức người ta đã đưa ra cái đề bài mà nó rất phù hợp với cái thực tế hiện nay về công tác bảo đảm địa hình cho các vũ khí khí tài. Cụ thể ở đây là tọa độ, phương hướng và khoảng cách từ vũ khí đến mục tiêu. Bài toán này chúng tôi gọi bài toán chuyên ngành, gọi là liên kết địa hình cho khí tài, vũ khí. Thì trong những cái tình huống chúng tôi sẽ huấn luyện để cho bộ đội làm quen, thành thục. Không chỉ cái lý thuyết, không chỉ việc sử dụng máy mà chúng ta, các vận động viên, tổ trưởng ấy, là phải hiểu được cái bài toán, bản chất của bài toán là gì. Thì từ đó thì sẽ vận dụng sáng tạo vào trong cái bài thi một cách linh hoạt và đạt cái hiệu suất cao nhất. Tiếp sức địa hình là giai đoạn cuối cùng của cuộc thi kinh tuyến. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là xây dựng một đường truyền kinh vĩ dạng mở ở 3 điểm mốc và thực hiện các nội dung chuyên ngành như cắt, ghép, dán bản đồ trong khoảng thời gian theo ban tổ chức quy định. Mà đảm bảo được cái độ chính xác yêu cầu ấy, thì chúng tôi tạo ra các điều kiện huấn luyện khác nhau để cho bộ đội làm quen. Đấy. Làm sao cái số 1, yêu cầu số 1
đó là cái kết quả đo đạt phải đạt chất lượng cao tốt nhất. Sau đó trên cơ sở những cái thuần thục về động tác, về kiến thức thì chúng tôi ép dần về thời gian. Trên tuyến đường dài hơn 1 km, các vận động viên lần lượt vượt qua các chướng ngại vật như đường rích rắc, cầu độc mộc, nhanh chóng cơ động về các vị trí được phân công. Tổ trưởng sẽ có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị và tiến hành tính toán, thiết lập các tọa độ. Với chắc thủ số 1 và số 2, sau khi cân bằng, định tâm gương sẽ thực hiện nhiệm vụ ghép bản đồ và chọn dán bản đồ. Với nội dung chọn dán bản đồ, vận động viên sẽ phải tìm chính xác 6 tờ bản đồ địa hình theo bảng chấp và tiến hành dán lại thành một tờ bản đồ hoàn chỉnh. Ghép sai miếng bản đồ hay vi phạm kỹ thuật dán, cắt bản đồ đều sẽ bị tính là các lỗi phạt vào tổng điểm và thời gian thi đấu của toàn đội. Cắt dán các miếng bản đồ lại với nhau thì đòi hỏi phải có kỹ năng cũng như là sự khéo léo trong quá trình là lựa chọn và dán ghép các miếng bản đồ với nhau. Bảo đảm về cái thứ nhất là về cái thời gian và cái thứ hai là về mức chính xác. Đấy, nếu chúng tôi mà dán sai, đè lên mép của tờ bản đồ quá 20m thì bị phạt cái thời gian rất là lớn. Cụ thể là ở đây là sẽ phạt 30 giây cộng vào thời gian thành tích của cả đội. Để nâng cao khả năng xác định vị trí chính xác các ký hiệu trên bản đồ quân sự như ký hiệu địa vật, ký hiệu dáng đất, từ đấy tìm chính xác được các mảnh bản đồ bị cắt ra. Các vận động viên được thực hành cắt, dán, ghép trên nhiều loại bản đồ khác nhau. Mỗi buổi tập, các huấn luyện viên thường chuẩn bị từ 7 đến 10 bản đồ khác nhau. Như với phần thi ghép bản đồ, trong 32 miếng bản đồ được cắt ra, vận động viên phải nhanh chóng ghép lại thành 2 tấm bản đồ hoàn chỉnh trong thời gian nhanh nhất. Do vậy, tuyển thủ phải nắm chắc được các ký hiệu, địa vật được quy định trên bản đồ quân sự, quy tắc của hệ thống chia mảnh, ghi số liệu. Lần đầu tiên thử sức tại đấu trường quốc tế, ban huấn luyện đã bám sát chặt chẽ quá trình luyện tập của các tuyển thủ. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm chặt chẽ. Trong đó, chú trọng tới các biện pháp đảm bảo an toàn về người và trang bị trong quá trình luyện tập. Bên cạnh các nội dung chuyên ngành, ban huấn luyện cũng chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các tuyển thủ. Các buổi học tập giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nga được duy trì đều đặn nhằm giúp các tuyển thủ tự tin giao tiếp khi hoạt động trong môi trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao đều có sức khỏe tốt và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, sẵn sàng cả về tâm thế, tinh thần, ý chí quyết tâm cao, sự tin tưởng vào mục tiêu đã đề ra cho hội thao sắp tới. Tham gia Army Game này thì cái được đầu tiên tạo điều kiện cho các quân nhân, cán bộ, sĩ quan, ngành bản đồ cọ sát ở môi trường đấu trường quốc tế. Cái thứ hai là cái học hỏi được cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm trong quá trình mà huấn luyện cái môn địa hình quân sự ở Việt Nam. Bài văn này chúng tôi đã luyện tập được khoảng 80% về khối lượng. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh cái thời gian bắn, bảo đảm là thời gian bắn nhanh nhất và số điểm bị mất ít nhất. Trong đội tuyển đã xây dựng ý chí quyết tâm rất lớn và thể hiện là kết quả luyện tập trong các tháng vừa qua. Hiện nay thì việc chuẩn bị tâm thế cho bước vào cuộc thi là chúng tôi đã rất sẵn sàng. Đối với những thành tích mà các đội tuyển trong đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được qua các lần tham dự tại Army Games, đó là kết tinh của cả một quá trình chuẩn bị tập luyện công phu nghiêm túc. Đằng sau mỗi tấm huy chương là giọt mồ hôi, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các đội tuyển vượt lên mọi khó khăn, thách thức, từng bước làm chủ trang bị kỹ thuật, vượt lên chính mình và hoàn thành mục tiêu đề ra. Với ý chí quyết tâm của toàn đội, các thành viên trong đội tuyển địa hình quân sự đã và đang tranh thủ từng ngày, từng giờ nâng cao bản lĩnh, rèn giũa kỹ năng và với tâm thế vững vàng, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Army Games 2021.